Hello, xin chào anh em. Đây là con iPhone 11 Pro, hình vừa mới hoàn tất quá trình thay màn hình cho bạn trai này gửi từ bên Bình Tân qua. Thì hình thay loại màn hình OLED GX. Đây là loại màn hình mình vẫn thường hay nói với anh em là loại màn hình linh kiện, hình sử dụng để thay cho những dòng iPhone sử dụng màn hình OLED. Đó, từ iPhone X đổ lên. Cái hãng OLED GX này thì hình đánh giá là hiện nay chất lượng màn hình GX là khá là tốt và nó phù hợp trong cái tầm giá của chúng ta. Bây giờ anh em đi thay màn hình zin bên ngoài cũng đại đa số là màn hình zin ép kính hoặc là thay cảm ứng. Những cái màn hình zin mới tinh 100% thì dĩ nhiên là giá nó cao, đôi khi nó không phù hợp để chúng ta thay. Đó, màn hình zin bóc máy mà những màn ép kính hay ép cảm ứng thì nói về cái độ hoàn thiện, cái độ vững chắc của ROM màn hình chưa chắc nó bằng được cái màn GX này, hình nói thẳng luôn. Đó, những anh em đi thay cái màn ép kính, ép cảm, nhiều khi xài đâu đó tháng mấy, hai tháng thấy cái ròn nó có dấu hiệu bung rồi. Đó, nhưng màn GX này dù gì nó vẫn được sản xuất ở trong nhà máy và nó làm rất là chỉnh chu. So với cái giá tiền nó mang lại thì thật sự là hợp lý để chúng ta thay. Vậy nó thua màn zin cái điểm nào? Thua màn zin đương nhiên là về cái màu sắc và cái cảm ứng, chúng ta đòi hỏi nó 100% như zin là nó không tới. Ha, nhưng mà chúng ta sử dụng phổ thông như anh em thấy bộ màn hình thay đây. Đó, vẫn đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu của anh em. Đó, và như vậy là đủ rồi. Bây giờ chúng ta có đầu tư một cái bộ màn hình zin bóc máy cho màu sắc rồi cảm ứng nó mượt mà, nó tuyệt đối. Đó. Nhưng mà về cái độ bền lâu dài như hình nói ron bung hở. Đó. Thì tính tới tính lui, đối với một người mà chú trọng đến cái tính kinh tế và cái tính thực dụng của công tác sửa chữa như mình thì mình thấy là nhiều khi thay cái màn GX này lại ngon hơn ha. Nó rẻ hơn đôi khi là gấp 2, thậm chí nhiều khi gấp 3 lần luôn so với cái giá màn zin mà chúng ta có một bộ màn mới tinh chưa ai dùng hết. Rồi, anh em nào sử dụng dòng máy 11 Pro, nếu đánh rơi hay va đập thì anh em đối diện với hai tình huống. Một là anh em phải thay mặt kính, hai là anh em phải thay cả bộ màn hình. Đó, thay mặt kính là trong trường hợp màn hình nó còn lên ok, ổn định, màu sắc, cảm ứng bình thường và đó là một bộ màn hình zin thì chúng ta thay một cái kính mới. Còn anh em thay màn hình khi nó đã sọc nhòe lem mực, đó, thì chúng ta phải thay nguyên bộ màn hình. Như vậy thôi. Còn trường hợp màn zin nhưng mà lỗi cảm ứng, liệt loạn cảm ứng thì chúng ta cân nhắc đến cái giải pháp thay cảm ứng hoặc là thay màn OLED GX này luôn. Đó, chúng ta thay cảm ứng thì giá nó cũng xem xem với màn GX rồi. Thay cảm ứng thì giữ lại được cái bộ màn zin, nhưng mà đó, hình nói với anh em nó sẽ dòng lại cái câu chuyện mình nói ngay từ đầu. Về lâu về dài chưa chắc là bằng được một cái bộ màn mới ha, OLED GX. Rồi, khi mà thay màn thì hình luôn kết hợp hình đi ron nè. Đó, như cái máy này mở ra không có một cái nẹp nào, máy mua cũ không có nẹp, không có ốc gì hết nên là rất là lỏng lẻo. Mình đã mua nẹp, mình bắt đồi lại hết. Đó là cái độ hoàn thiện mình luôn hướng tới và mình luôn làm một cách tự động, chứ không phải là mình quảng cáo trong cái gói thay màn hình của mình là dán ron chống nước rồi vân vân. Cái điều đó là điều hiển nhiên phải làm khi mà hoàn thiện một cái máy iPhone theo những cái tiêu chuẩn về sau này, đó là nó đều có dán ron để kháng nước. Nhưng mà không có nghĩa anh em về anh em đem đi ngâm nước rồi nha, chắc chắn là vô nước hư liền. Còn mình dán để anh em vượt qua được những cái tình huống nó bất khả kháng nó xảy ra thì cái máy nó chắc chắn bên trong nẹp ốc hình đi lại chuẩn chỉnh, keo rồi mình dán rồi thì anh em có thể anh em vượt qua đó. Mình chỉ kỳ vọng vậy thôi chứ mình không đem cái đó đi để làm quảng cáo để mà khuyến khích anh em ngâm nước hay là test nước. Và những tính năng máy thì hình luôn test lại hết, khi mà anh em cầm máy về anh em chỉ cần xài. Đó là cái cách làm việc khi mà mình thay màn hình cho anh em. Rồi, anh em nào có nhu cầu sửa chữa thay màn hình iPhone 11 Pro cứ liên hệ trực tiếp, thông tin mình sẽ để bên dưới ha. Bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.